Sục CO2 vào 100 g dung dịch CaOH lần, ta có kết quả đồ thị như hình bên. Yêu cầu chúng ta là tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu. Câu này là một câu hỏi khá là mới lạ. Tuy nhiên thì nhiệm vụ của đầu tiên của bạn vẫn ghi cho thầy hai phương trình. Sau đó chúng ta xét tại hai điểm 0,6 và 0,8 để tìm ra các thông số, thế là xong. CO2 đi tới dụng với CaOH hai lần để tạo ra CaCO3 cái tủa cộng cho H2O, được chưa bạn ơi? Sau đó CO2 sẽ đi tác dụng với tủa CaCO3 và nước để tạo ra muối axit CaHCO3 tất cả hai, được chưa? Rồi, nhiệm vụ của bạn đó là chúng ta có thể tìm cho thầy điểm cực tiểu được không? Điểm cực tiểu ở đây thì nó sẽ theo cái tịnh tuyến màu hồng này. Bên này là 0,6 thì bên này sẽ là 0 mấy? 0,6 với 0,6 thì nó sẽ là bao nhiêu? 1,2. Đây là điểm cực tiểu được không bạn ơi? Được chưa? Như vậy cái số mol của thằng CaOH hai lần mình cho nó là x được không ạ? X thì đây là x và đây là x. Rồi, bạn nghe kỹ. Bây giờ thầy xét tại mol CO2 bằng 0,6 thì nó sẽ ra phương trình mấy em ơi? Phải sẽ ra phương trình 1 không? Và khi đó nó đạt cái tủa cực đại đúng không bạn ơi? Từ đây sẽ ra x bằng bao nhiêu? 0 mấy? 0,6. Bạn hiểu được không ạ? Hả? Rồi. Bây giờ cái khó nhất của mình trong bài toán này đó là gì? Chúng ta biết là gì? Ở đây chúng ta có nè. Nghe kỹ nha. Bây giờ mình xét tại điểm CO2 bằng 1,2. 1,2 thì chúng ta sẽ tìm được tủa cho em ơi. Không, nếu mà làm như thế này thì nó không ra được. Tôi sẽ với các bạn nha, từ từ. Chúng ta không xét tại điểm này mà chúng ta xét tại điểm 0,8. Bởi vì điều yêu cầu chúng ta là xét tại cái điểm CO2 bằng 0,8 mà. Khi đó là gì? Khi đó chúng ta có này, sẽ ra phương trình mấy? 1 và mấy? Và 2. Khi đó cái tủa chúng ta tan bao nhiêu em ơi? Cái này phương trình 2. Chúng ta nghe. Số mol CO2 trên phương trình 1 là 0,6 đúng không em? Ở đây bằng 0,8 thì nó còn lại 0 mấy? 0,2 đúng không em? Đúng không ạ? Rồi chúng ta nghe. Bây giờ hơi khó hiểu, từ từ. Bây giờ mà nói bạn là phải tại điểm 0,8 để tạo ra hai múi không? Hả? Tại hai múi đúng không bạn? Ok, thì bây giờ mình sẽ xét như sau. Từ. Tại 0,8 này thì chúng ta sẽ ghi như sau. Rồi chúng ta có hai phương trình CO2 cộng cho nước, xin lỗi, cộng cho CaOH hai lần để tạo thành CaCO3 cái tủa cộng H2O. Tiếp tục nó tạo ra hai múi thì chúng ta ghi kiểu nối tiếp này cho nó dễ hiểu. Có ai kiến gì chỗ này không? Rồi. Chúng ta biết là cái mol tủa ở đây tổng mol CO2 bằng bao nhiêu em ơi? Không mấy. Không mấy. 0,8. Mà mol tủa chúng ta tính được không? Đây là mol tủa chứ nữa. Mol tủa bằng gì? Mol CaCO3 bằng gì? Phải bấy 1,2 trừ đi 0,8 không? Bằng không mấy? 0,4. Đây 0,4 này, thì đây sẽ là 0 mấy? 0,4 và đây 0,4, bằng hiểu không ạ? Do tổng hai thằng bằng 0,8 thì dưới này còn lại là 0,4, chịu hiểu chưa? Và chuyển qua bên này nó là 0,2. Được không bạn ơi? Hả? Được không? Rồi ok. Như vậy điều cầu chúng ta là tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng. Đó là tính nồng độ phần trăm của thằng này. Thằng này là chất tan, còn CaCO3 chúng ta là tủa.
Như vậy để tính đồng độ phần trăm thì em tính cho tan hai thứ, khối lượng cho tan. Quá đơn giản luôn. Mình sẽ lấy số mol của hoạt lạc 0,2 nhân M lớn canxi 40, HCO3 là 61 nhân 2. Bạn tính giúp cho mình bằng bao nhiêu? Ba hai phẩy bốn à? 32,4 rồi, ok. Tiếp. Em đi tính cho thầy M dung dịch sau phưởng là M dung dịch của CaHCO3 tất cả hai. Theo lý thuyết thì em lấy khối lượng CO2 cộng cho khối lượng dung dịch CaOH hai lần, trừ đi khí, trừ đi tủa. Tủa ở đây chúng ta trừ đi là trừ CaCO3. CO2 tại điểm này là 0,8. Như vậy chúng ta sẽ lấy 0,8 nhân cho 44 là ra khối lượng. Khối lượng dung dịch CaOH lần đề bài đã cho bằng bao nhiêu? 100 gram đúng không? Rồi, như vậy cộng 100 trừ tủa M lớn là 100 nhân mol. Mol thì nãy mình tính được là tủa đây là 0,4. Được không em? Các bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? Chín lăm phẩy hai đúng không em ơi? Chúng ta có M cho tan M dung dịch rồi, hiển nhiên chúng ta tính được C phần trăm. Chúng ta lấy khối lượng cho tan là 32,4 trên 95,2 nhân 100%, rồi tính cho thầy bằng bao nhiêu? Ba tư phẩy không ba ba sáu đúng không? Sắp xỉ là bằng 34,03%. Vậy thôi. Rồi, chúng ta chép bài. Nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi.